Thưa quý vị, thưa các bạn, cà phê hữu cơ đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu hiện nay. Thị trường ước tính có giá trị lên đến 50 tỷ đô la Mỹ. Mô hình canh tác hữu cơ không chịu tác động của thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Do vậy, để nâng tầm thưởng thức và mô hình sống xanh trên toàn cầu, Việt Nam đã và đang tích cực chuyển dịch canh tác hướng đến mở rộng sản xuất cà phê hữu cơ. Để định hướng phát triển bền vững ngành cà phê, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình phát triển sản phẩm quốc gia ngay từ giai đoạn 2010-2020. Đây là giải pháp hữu hiệu giúp tăng cường năng lực phát triển và lựa chọn một số doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ có tiềm lực. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia cà phê Việt Nam chất lượng cao. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ cà phê, xây dựng được thương hiệu cà phê Việt Nam chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao giá trị cà phê xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2030, tương đương với các nước trong khu vực và quốc tế trong cùng nhóm chất lượng. Xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam chất lượng cao, doanh nghiệp đầu ngành sẽ được gắn thương hiệu cà phê Việt Nam chất lượng cao trên bao bì sản phẩm, trong giao dịch, mua bán trên thị trường trong nước và thế giới. Nhiều năm nay, cà phê luôn là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Gia Lai, mang lại nguồn ngoại tệ hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm. Để nâng tầm chất lượng và gia tăng giá trị cà phê, nông dân, doanh nghiệp và các ngành của tỉnh Gia Lai đang tích cực liên kết nhằm thay đổi phương thức sản xuất, chế biến và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm cà phê của địa phương. Theo các chuyên gia về cà phê, sản xuất cà phê trong những năm gần đây gặp không ít khó khăn do sự thay đổi bất thường của điều kiện thời tiết khí hậu như hạn hán, mưa trái mùa cộng với giá cả thấp. Trong khi các chi phí đầu vào tăng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã khiến người trồng cà phê gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, sản xuất theo hướng hữu cơ sẽ giúp người trồng cà phê tiết giảm được chi phí đầu vào khi hạn chế sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Điều này đồng thời góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường cho đất đai, tạo động thuận lợi trở lại cho sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ. Đất đai của Gia Lai là rất là màu mỡ và năng suất rất là cao. Thì bên cạnh cái việc mà khai thác năng suất có thể áp dụng nhiều cái hình thức để canh tác khác nhau để khai thác để tăng cái năng suất, thì cái năng suất cao tới mức độ là rất là cao, tuy nhiên là khi mà đi hội nhập thị trường là không đảm bảo, cho nên hiện nay là các doanh nghiệp hiện nay là đã quay lại với cái sản xuất hữu cơ, đặc biệt là giả sử như là cái công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Vĩnh Hiệp mà có cái thức uống là cà phê Laman ấy, và hiện nay là hướng mọi người dân đi thực hiện cái sản xuất hữu cơ, và hiện nay doanh nghiệp này cũng là một cái đầu tàu để hỗ trợ cho các cho nông dân, cho nhân dân để làm cái việc. Đối với sản xuất hữu cơ thì hợp tác xã hiện nay đang có 10 hecta sản xuất theo quy trình hữu cơ, thì quy trình sản xuất hữu cơ là nó rất là nhiều cái yếu tố cấu thành, giả sử như từ phân, giống, đất, nước và công chăm sóc, thì nó tăng cái chi phí sản xuất bà con nông dân lên, đồng thời nữa tạo ra cái giá trị sản phẩm cà phê chất lượng theo cái tiêu chuẩn hữu cơ thì rất cao. Đồng thời nữa thì khi mà trên thị trường hiện nay là các doanh nghiệp đó, với cái công ty nước ngoài họ rất quan tâm đến cái sản xuất cà phê hữu cơ, khi mà tạo ra được cái giá trị sản xuất cà phê hữu cơ đó thì ta tiêu thụ rất dễ dàng. Khó khăn từ ngày nhất đầu tiên khi tham gia vào nông nghiệp hữu cơ là đầu ra, do hợp tác xã không phải như công ty là cái nguồn vốn rất là hạn hẹp, và khó khăn thứ hai là định hướng cho bà con phát triển nông nghiệp hữu cơ. Thời gian đầu những năm trước đó là đi tìm những nguồn phân mà chất lượng rất là khó, nhưng mà hiện tại là hợp tác xã tiến hành là giảm chi phí đầu vào, lại tận dụng những cái phân hữu cơ tại địa phương, quả cà phê rồi để cỏ làm phân xanh để giảm chi phí đầu vào và tăng chất lượng đầu ra. Hiện nay Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cùng với doanh nghiệp thu mua vùng nguyên liệu hữu cơ, đã đưa ra những cái vùng cà phê trọng điểm để giúp cho họ chuyển dần, ở đây tôi nói chuyển dần chứ không phải làm rút hữu cơ ngay, có nghĩa là chúng ta dùng vật tư nông nghiệp sinh học thay thế, vì hiện nay cho đầu tư một lúc là phải giải tỏa hết các cây cũ và làm đất để lại 3 năm rồi làm cà phê hữu cơ, thì họ sẽ không có một cái kế sinh nhai trong 3 năm đó. Thì chúng tôi đã bắt đầu một mô hình thứ hai cùng với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chuyển dần từ vô cơ sang hữu cơ. Cái cây cà phê thì nó làm được nhiều thứ lắm. Ví dụ như ngọn cái cà phê, cái chồi cây cà phê bỏ đi có thể để cho nó héo và làm thành là một tẩy trà. Cái vỏ của cây cà phê mình chế biến đúng, phải sạch, phải đàng hoàng thì có thể làm là một loại cacara. Cái vỏ trấu của cây cà phê đấy mình có thể là mình kết hợp với một vài cái men vi sinh, mình làm thành phân vi sinh.
nó đặc biệt tốt trong cái việc là cải tạo lại đất đã bị xói mòn và giúp cái cây cà phê già, cái cây cà phê già cỗi kéo dài cái thời gian để khai thác. Tôi nghĩ cái việc đấy mà mình làm cho tốt thì có khi là cái mảnh đất này có nuôi sống mình muôn đời cũng được, không cần phải lo lắng gì. Sơn La là tỉnh trồng cà phê Arabica lớn thứ hai của Việt Nam. Đến nay, cà phê trở thành một đặc sản của tỉnh và đang từng bước khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường. Tuy nhiên, sản phẩm cà phê và các vườn cà phê tại Sơn La không đồng đều. Hiện chỉ có khoảng 60% vườn thuộc loại khá tốt, còn lại là vườn trung bình, yếu. Việc sử dụng phân bón còn chưa đúng chủng loại và kỹ thuật. Người trồng cà phê vẫn hay sử dụng các loại phân bón hóa học, thuốc ngoài danh mục được phép sử dụng để phun trừ các loại sâu bệnh đã làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như thương hiệu cà phê. Trước thực trạng đó, Sơn La đã tập trung triển khai các giải pháp phát triển cà phê theo hướng bền vững, trong đó cơ cấu lại tổ chức sản xuất, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ thành lập các hợp tác xã trồng chăm sóc cà phê, xây dựng các nhóm nông dân hợp tác tự nguyện liên kết giúp nhau sản xuất. Thực ra là đối với sản phẩm cà phê bây giờ theo cái xu hướng yêu cầu chung của thế giới là đưa về những cà phê đặc sản, cà phê hữu cơ, thì cái mà công ty cần là có một cái vùng nguyên liệu như vậy. Nhưng mà để cho bà con đi dần vào con đường đó thì không phải là ngày một, ngày hai, để do cái nhận thức của bà con dân trí, thì công ty cũng đã có nhiều cái hình thức tập huấn kết hợp cùng với các dự án của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các dự án của quốc tế để làm cho nông dân ngày càng thấu hiểu hơn về cái sản phẩm làm ra nông nghiệp và đảm bảo cái vấn đề hữu cơ. Cái đó công ty cũng rất là quan tâm. Từ 2017 thì hợp tác xã đã chuyển giao, tức là thuê chuyên gia nước ngoài về sơ chế và phương pháp, tức là trồng chăm bón phương pháp cà phê hữu cơ. Thì cái sản lượng của hợp tác xã một năm bây giờ là đang từ 4 đến 6 ngàn tấn trên năm. 2018 thì hợp tác xã đã đạt 2 sản phẩm, một là trà Cascada, tức là trà vỏ cả cà phê 4 sao, và cà phê bột nguyên chất, tức là 4 sao. Thì đến năm 2020 thì hợp tác xã đã đạt được một cái sản phẩm, tức là sản phẩm cà phê bột nguyên chất 5 sao, tức là chương trình OCOP cấp quốc gia. Cây cà phê được canh tác trong môi trường hữu cơ, người sản xuất phải đảm bảo không có bất cứ yếu tố hóa học nào tác động đến cây trồng, tạo môi trường phát triển tối đa theo tự nhiên. Vườn cà phê áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất hữu cơ sẽ đảm bảo luôn xanh tốt quanh năm, năng suất ổn định. Không những vậy, việc sản xuất cà phê hữu cơ còn mang lại giá trị nhân văn, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe cho người trồng, người sản xuất và người tiêu dùng. Người dân trồng cà phê hữu cơ sẽ có thu nhập ổn định và cao hơn trồng cà phê truyền thống.